là âm nhạc đường phố. Từ nhà hát, rất nhiều thể loại âm nhạc từ bác học đến bình dân lần lượt xuống phố, đến gần với khán giả. Nhiều nghệ sĩ từ ít tên tuổi đến đã là ngôi sao cũng lần lượt đến gần hơn với công chúng. Không chỉ là đi theo tính chất sự kiện, các hoạt động biểu diễn âm nhạc dần hình thành một nếp sinh hoạt thường xuyên trong cộng đồng. Và những người nghệ sĩ đều có một điểm chung là lấy sự đón nhận hồn hậu của khán giả là niềm vui cho mình, chứ không đòi hỏi tiền bồi dưỡng cao thấp. Tôi rất là vui mừng là tối thứ bảy nào cũng rất là đông. Và mọi người bây giờ không những nó ở đây mà nó được lan tỏa ra rất là nhiều các cái thành phố khác. Và các cái tổ chức câu lạc bộ của các địa phương cũng hoạt động rất là mạnh nhờ những các cái mô hình này. Đấy là một cái điều chúng tôi rất vui. Biểu diễn ở mỗi một môi trường nó có một cái xúc cảm khác nhau. Ở sân khấu lớn thì nó lại có một cái xúc cảm là nó như một thiên đường. Nhưng mà biểu diễn mà nó gần gũi khán giả như này thì nó có cái sự giao thoa. Và với khán giả thì nó sẽ gần gũi hơn, nó dân dã hơn. Nhạc sĩ Quang Long là một trong những thành viên của nhóm Sẩm Hà Thành. Năm 2015, anh cùng với những đồng nghiệp của mình đã đưa Sẩm vào nhà hát lớn. Kiên trì đưa Sẩm đến gần hơn với công chúng, năm 2016, khi tuyến phố đi bộ mở thêm xung quanh khu vực Hồ Gươm, anh đã đưa Sẩm Hà Thành trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc đường phố và mình cũng trở thành nghệ sĩ đường phố thực thụ. Xin chào nhạc sĩ Quang Long. Tôi thấy rằng Sẩm Hà Thành đã vào nhà hát lớn, đã được biểu diễn rất là nhiều nơi. Vậy tại sao anh lại quyết định đưa Sẩm Hà Thành ra đường phố tại phố đi bộ Hà Nội? Bởi vì bản chất của hát Sẩm và đặc biệt là hát Sẩm Hà Thành thì nó là gắn liền với âm nhạc đường phố. Chính vì vậy mà mặc dù là rất là bận rộn những cái công việc cho các cái hoạt động riêng của cá nhân cũng như hoạt động chung của nhóm, rồi đi lưu diễn, thế nhưng mà nhóm vẫn rất là vui khi mà được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm tin tưởng để giao cho một cái chương trình âm nhạc dân gian tại đền Vô Lê ngay bờ hồ như vậy. Tôi thấy rằng là rất là nhiều những nhóm nhạc, những bộ môn nghệ thuật thì họ đều mong muốn được đưa tác phẩm của mình được trình diễn ở trong nhà hát. Và người ta nói rằng là việc đưa tác phẩm trình diễn ở trên đường phố chắc chắn là cũng mang lại nhiều bất lợi cho nghệ sĩ. Cái mất thì tôi cũng chưa nghĩ nhiều tới, nhưng mà có thể là cái sự danh giá của các nghệ sĩ thì nó sẽ bị bình dân hóa đi. Nhưng không sao hết cả, là bởi vì là cái nghệ thuật là cái sứ mệnh của nó là mang đến cho thật nhiều người. Từ khi mà Hà Nội mở ra phố đi bộ dọc quanh Hồ Gươm thì tôi phát hiện ra rằng có rất là nhiều những cái nhóm nhạc, những loại hình nghệ thuật biểu diễn trên đường phố. Anh đã quan sát và anh thấy rằng là hiện nay chúng đang tạo nên một cái bức tranh như thế nào cho thủ đô của chúng ta? Hà Nội phải như thế, Hà Nội phải là một cái trung tâm của âm nhạc đường phố. Vì bản thân chúng ta trong quá khứ, như các bạn thấy là bản thân hát sẩm tàu điện chẳng hạn, đó là một thứ âm nhạc đường phố vô cùng là đặc sắc. Và cái sự bức tranh của bây giờ của âm nhạc không chỉ là của những người hát sẩm ở đường phố nữa, mà nó là một cái sự giao lưu văn hóa và sự kết tinh hội tụ văn hóa của khắp mọi nơi trên thế giới và đã trở thành một cái bức tranh tổng thể của văn hóa Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì cũng theo cái sự quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có một cái sự chênh lệch khá lớn chất lượng về âm nhạc giữa các nhóm nhạc khi mà biểu diễn trên đường phố. Phải chăng là cái tính chất đường phố bắt buộc khiến chúng ta phải chấp nhận cái điều này? Thực ra thì âm nhạc đường phố là một sự đa dạng. Chúng ta phải chấp nhận, bởi khi mà chúng ta đã đưa ra đường phố rồi thì có nghĩa là âm nhạc công cộng, âm nhạc của tất cả mọi người. Và nó là một cái sân chơi dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên chơi thì nó phải có tổ chức. Đó là tức là nếu mà đã gọi là nghệ thuật thì nó phải xứng đáng là nghệ thuật, đạt chất lượng nghệ thuật. Ở nước ngoài tôi thấy rằng là người ta hay dùng một cái cụm từ để chỉ cho những cái người hoạt động âm nhạc ở đường phố, đó là những nghệ sĩ đường phố. Ở Việt Nam của chúng ta thì những người biểu diễn hiện nay theo anh có thể gọi bằng cái cụm từ này không? Chúng ta phải rạch ròi được giữa phương Đông và phương Tây những cái quan điểm khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam của chúng ta, trong quá khứ thì các nghệ sĩ hoạt động đường phố là những nghệ sĩ kiếm tiền trên đường phố bằng âm nhạc. Còn ở phương Tây thì cũng như vậy, nhưng họ đã hoạt động có tổ chức từ lâu rồi đó. Thế tuy nhiên thì cái sự giống nhau ở giữa hai bên đấy là luôn luôn là có cái sự kiểm soát của chính quyền, nhưng mà rõ ràng là ở chính quyền của phương Tây thì người ta đã đưa vào luật. Ví dụ như là một cái anh nghệ sĩ ở đường phố phương Tây, ở Pháp, ở Đức, ở Bỉ, nếu mà các anh mà muốn biểu diễn tại đường phố này, không phải là tự dưng thích ra là mang một cái loa vào bắt như này, như thế gọi là ô nhiễm âm thanh, hoặc như thế gọi là xâm phạm đến quyền riêng tư của nơi công cộng đó. Thế nhưng anh phải
xin và được phép của chính quyền. Mà khi được phép của chính quyền thì là như thế nào? Là anh phải đạt được chất lượng nghệ thuật. Cái chất lượng nghệ thuật đó là phải được hội đồng nghệ thuật của thành phố duyệt. Và cái giấy phép đó nó chỉ được hoạt động trong bao nhiêu tháng thôi? Trong 6 tháng hoặc trong 1 năm. Và hết cái đó là anh phải đi xin lại và phải được biểu diễn tại một cái chỗ nào đó. Thì cái âm nhạc đường phố của chúng ta, tôi nghĩ rằng trong tương lai thì cũng nên đưa nó vào quy củ để các nghệ sĩ hoạt động đường phố thực sự trở thành những nghệ sĩ được chính quyền công nhận và phục vụ tốt cho nhân dân. Theo anh thì chúng ta đã có văn hóa thưởng thức âm nhạc đường phố hay chưa? Và theo quan điểm cá nhân anh thì chúng ta cần phải có những cái hoạt động quản lý như thế nào để cho đây thực sự là một cái hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh tại ngay giữa thủ đô? Trong quá khứ thì chúng ta đã có văn hóa thưởng thức âm nhạc đường phố. Ví dụ như bây giờ là những anh, những chị mà sinh năm từ những thập niên 60 trở về trước ấy, thì các chị sẽ biết đến một cái thứ là chỉ cần hát lên là sáng răng chia nửa vườn chè, hoặc là 13 ngày phép rồi bao nhiêu ngày phép đấy. Đấy thì là tức là nó đã trở thành một cái nét văn hóa rồi về đường phố của Hà Nội rồi. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta chưa thể gọi là một nét văn hóa được, bởi vì chúng ta nó chưa có một cái hoạt động mang tính nền nếp. Chúng ta chưa có một cái đặc trưng mà người ta có thể nhận diện được đó là văn hóa, mà chúng ta vẫn là hoàn toàn hoạt động bột phát ngoài cái không gian đi bộ mà được Ủy ban nhân dân thành phố này, được Sở Văn hóa Thể thao của thành phố và được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức và mời các nhóm nghệ sĩ tham gia, thì đó là mang cái tính chất quy củ rồi. Nhưng đây mới chỉ là một hoạt động thể nghiệm, còn lại thì hoàn toàn cái âm nhạc nghệ thuật đường phố là hoạt động tự phát dành cho các bạn trẻ có một cái loa đài và hát nhạc beat của các cái nhạc thời trang thị trường và nhạc sến, nhạc bolero, thì đó chưa hoàn toàn là một cái nét văn hóa. Hay là có những cái nghệ sĩ hoạt động tự phát kéo violon gì đấy hoặc là thổi sáo trên đường phố này, nó chỉ trở thành một văn hóa khi nó trở thành một cái nếp quen trong cái sinh hoạt đời sống văn hóa của cư dân thành phố này, và nó đạt được một cái chất lượng nghệ thuật và nó đạt được một cái phong cách riêng để tạo định hình cho người nghe về một cái nét văn hóa thì mới gọi là văn hóa. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Quang Long.